Lo ngại trước sự nguy hiểm của bệnh viêm não mô cầu, ngày hôm nay, người phụ nữ này đã đưa con đi tiêm vaccine phòng bệnh. Và đây cũng là tâm lý chung của nhiều gia đình có con nhỏ khác khi biết thông tin. Tôi cũng tìm hiểu trước, thấy đang trên địa bàn Hà Nội thì đang có cái dịch bệnh. Thì mẹ cũng rất là lo, thì mẹ cũng tìm hiểu và để cho bé đến đây tiêm để phòng trừ ngừa trước. Hôm nay là đúng là cái dịp đến thời điểm cháu đi tiêm. Nên là bố mẹ cháu cũng cho cháu đi tiêm để bảo đảm sức khỏe cho cháu. Thế là vừa nghe tin thế là ở miền Bắc có 2 trường hợp thì cũng thấy cũng lo lắng. Trên thực tế, không chỉ có trẻ em đi tiêm mà số lượng người lớn tiêm vaccine viêm não mô cầu cũng gia tăng. Thấy là trên TV có nói là đang có cái dịch như vậy, tức là các nơi là người ta đều tiêm phòng. Thế thì tôi thì cũng là người một trong những người gọi là tích cực, mình tiêm mình có cái yên tâm. Tại trung tâm tiêm chủng VNVC ở 180 Trường Chinh, nếu như trước đây, một tuần chỉ dao động từ 300 đến 400 liều vaccine viêm não mô cầu được tiêm, thì 2 tuần trở lại đây số lượng đã tăng gấp đôi, thậm chí có ngày tiêm đến 200 liều. Tuy nhiên, do có kế hoạch dự phòng nên hiện số vaccine viêm não mô cầu ở đây vẫn đảm bảo đủ cả 2 loại. Hiện tại thì theo cái thời gian vừa qua ấy, thì số lượng trẻ đến tiêm viêm não mô cầu BC và viêm não mô cầu AC đã có sự gia tăng đột biến. Và cái số lượng mà tính từ đầu năm đến giờ thì cái số lượng của chúng tôi tiêm thì có thể lên đến hàng nghìn mũi vaccine trong một cái thời gian vừa qua. Hiện tại thì trung tâm đang có đầy đủ cả 2 loại vaccine não mô cầu BC và não mô cầu AC để có thể tiêm cho khách hàng. Tại một số điểm tiêm chủng lớn như Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, hiện chỉ còn vaccine viêm não mô cầu AC dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên. Riêng điểm tiêm chủng của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã hết cả 2 loại vaccine AC và BC. Trong những ngày gần đây thì nó không có tăng quá đột biến. Tuy nhiên thì nó có một số người đến tiêm tăng lên một chút xíu khi mà có nghe các thông tin về cái vaccine não mô cầu nó hết. Trong năm thì theo thời điểm thì nó cũng có thể những cái nó về chậm hơn so với kế hoạch một khoảng thời gian, sau đó thì nó lại có tiếp tục trở lại bình thường. Các bác sĩ cũng cho biết hiện có 2 loại vaccine viêm não mô cầu để tiêm cho trẻ, đó là AC cho độ tuổi từ 2 đến 65 tuổi và BC tiêm từ 6 tháng tuổi đến 45 tuổi. Và vaccine này vẫn được tiêm quanh năm. Tuy nhiên do người dân chưa quan tâm nhiều như một số loại vaccine khác, nên khi thấy có dịch thì đổ dồn đi tiêm, dẫn đến thiếu tạm thời tại một số điểm tiêm. Các bác sĩ cũng cảnh báo viêm não mô cầu là bệnh hô hấp cấp tính, có thể gây tử vong nhanh chóng chỉ sau 24 giờ mắc bệnh, đồng thời lây lan nhanh chóng qua đường hô hấp. Vì vậy, tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh hiệu quả.